mình không ngờ cái vị ân nhân của mình á. Mình ngỡ là cái người đó là người ta sẽ thương mình, giúp mình, nhưng không ngờ người đó là người ta bán mình. Cái tuần đầu tiên người ta cho em lên làm khách đó, đang làm massage thì mọi chuyện nó cũng ok. Cái xảy ra cái tình tiết mình không mong muốn, lúc đó sợ chạy ra, nhưng mà ở ngoài là có cái anh đó đón đầu ngoài sẵn rồi. Đi vào đi, anh nhận tiền người ta rồi. Em quyết định là thôi, mình lỡ hư rồi, mình cũng chưa có giúp được cho ba mẹ mình cái gì, hay là bây giờ mình thả theo đại đi, kiếm tiền rồi mình giúp, rồi sau này rồi mình ổn định công việc của mình sao. Anh xin lỗi em, anh thương em nhiều lắm. Em có được những cái mà anh cần, cả về tình cảm lẫn tình dục em đều ok. Nhưng mà anh xin lỗi, anh chọn người kia rồi. Em xin tự giới thiệu, em tên là Võ Văn Tài. Hiện tại thì công việc của em là chuyên viên bar và makeup. Em đang làm việc tại Vĩnh Long ạ. À, là em từ Vĩnh Long lên đây. Dạ đúng rồi. Anh nghe mọi người nói là em là hot TikToker đúng không? Dạ đúng rồi. Những cái chủ đề ở trên cái kênh TikTok của em là làm về cái gì Tài? À, mọi người hay là các bạn mà theo dõi TikTok em á, thường gọi nôm na là mọi người thường cho là em giống như là một hot về quà tặng cuộc sống gì đó. Là ưa chuyên về chia sẻ những cái cung bậc cảm xúc về cuộc sống của mình, những cái điều mà mình đã trải qua như thế nào đó, để giúp cho mọi người có được những cái bài học, cũng như là mọi người có thể là vui hơn khi là gặp những cái chuyện gì, sự cố gì đó trong cuộc sống của mọi người. Rồi mấy cái chủ đề đấy là Tài lấy từ ở đâu ra? Một phần á là ngày xưa là tại vì do là em đam mê, với lại là em chuyên nghiên cứu về tâm lý. Thứ hai nữa là những cái việc mà mình đã trải qua. Thứ ba thì em sách vở đó. Em quen rất là nhiều TikTok hay sao? À không, mới ban đầu thì em chỉ lên để mà chia sẻ thôi, nhưng mà không ngờ là được cái sự hưởng ứng từ mọi người khá là nhiều. Em có thể thử cho anh một đoạn ở đây để anh xem thử không? Dạ được ạ. Lỡ thời sinh ra là một người con gái, không biết như thế nào, nhưng chắc chắn rằng người phụ nữ nào cũng khổ. Ví dụ như là con ông cái, dẫu biết là được bao quanh bởi hàng trăm ông đực, được dân đồ ăn đến tận họng, nhưng chỉ được một thời gian, rồi sau này phải cong đuôi vất sức mà đẻ con cho chúng. Còn phụ nữ, lúc còn trẻ thì được mệnh danh là con gái, khi lấy chồng về, được trao thân bởi con đàn bà. Ngày xưa thì bao quanh bởi công dung ngôn hạnh, ngày nay thì bị các cái tấm gương phụ nữ khác ám ảnh. Người phụ nữ không bao giờ và ít khi nào có được cái thú vui thỏa mãn riêng cho mình. Và từ ngày xưa cho đến ngày nay, người phụ nữ luôn phải chịu thiệt thòi, đến thời hiện tại vẫn như vậy. Và hy vọng rằng những người phụ nữ nếu như xem được clip này, hãy trân trọng bản thân của mình hơn. Nhìn về cái giọng đọc của em, cái giọng đọc rất là hay. Cái giọng của em rất là hay. Lúc đó em tìm ở trên mạng công việc như phụ giúp quán ăn này nọ đó, em ghi cái địa chỉ lại rồi em mới để ở trong ba lô á. Lúc đó là đi là trong người mẹ em chỉ còn có 800 thôi, mẹ em cho em 700 là đi xe với lại lên đây luôn á. Là từ Vĩnh Long em lên đây luôn hả? Dạ đúng rồi. À, lúc đó thì vé xe hình như là có 115.000 à. Đi lên đây, đi tới bến xe miền Tây, cái em bị địa chỉ, điện thoại, là quần áo là em để trong ba lô là bị lấy hết luôn. Em đi vòng vòng cái bến xe, em mới mượn điện thoại của người ta em điện, nhưng mà người ta không cho, người ta tưởng, người ta sợ là em lừa gạt á. Rồi em đi bộ, lúc đó không biết đường đi, lần đầu tiên lên Sài Gòn luôn á. Không có tiền luôn. Dạ không có tiền. Đi tới ngay chân cái đi dài vậy đó. Lúc đó là tại vì em đi buổi trưa cho nên lên trên đây là khoảng tầm là 4 giờ rồi, mà bị lừa cái khoảng thời gian nữa thì ra cái thời gian mà em đi là khoảng tầm cỡ 5 giờ mấy 6 giờ. Cái ngay chân cái chỗ mà mấy cái quầy mà người ta ngồi mà người ta đợi xe buýt á, lúc đó là em ngồi đó em khóc đói. Khác nè. Lúc đó thì may mắn là có được một cái phần ít nước thừa với lại bánh mì á chị. Người ta ăn người ta bỏ lại cái xe buýt đó. Mình dùng cái đó. Cái khoảng tầm tới 7 giờ tối, lúc đó là còn đeo cái đồng hồ bít tít màu đen á, cũng còn biết giờ, vòng vòng đi dọc theo cái bờ đó đi hoài luôn tại không biết đường mà, mỏi quá rồi. À, thấy cái chỗ đó có một cái công viên á gì, em mới vô đó em ngồi, em cũng khóc đó. Tới tối khoảng tầm 8 giờ em may mắn em gặp được hai vị ân nhân mà có lẽ là em nhớ suốt cuộc đời luôn. Hai người này là kiểu đi tiệc về á, một anh này là sáng mắt nhưng mà chở một chị này là người mù. Hai người định đi đám tiệc về, ảnh mới gặp em ngồi chỗ đó. Anh hỏi là sao lại khóc, em mới kể cho anh nghe như vậy. Thì anh bảo là em là đồng hương, không ấy thôi về cơ sở của anh ngủ đi, rồi sáng mai có việc anh tìm việc cho làm. Em về cơ sở ở, thì tới sáng thì anh mới bảo là em ở lại làm đi, tại vì công việc ở đây mấy chị này bị khiếm thị á, em ở đây dẫn khách lên cho mấy chị đi, em ở lại làm. Khoảng 2 tuần sau công việc bắt đầu dẫn khách nó ổn định, thì em mới ưa có cái vụ là em ưa đem nước lên cho khách á. Cái em thấy là mấy chị làm mấy cái động tác á, cái em bắt chước. Cái bữa đó cái em mới nói vui thôi, em vừa nói chơi mà giống như là em cũng vừa muốn thử với công việc massage. Em mới nói với cái anh chủ đó, cái anh mà đưa em vô cái chỗ đó, em nói là anh ơi không mấy anh cho em lên làm massage thử đi. Em biết bấm nguyệt chút chút rồi, anh mới nằm xuống anh nói là vậy em lên em làm cho anh thử đi. Cái em bấm 2-3 cái thì nó vô nguyệt. Anh nói là thằng bé này nó massage được, để tao dạy cho. Rồi anh dạy cho em khoảng tầm tuần sau là em lên khách luôn á. Làm đi em làm luôn.
Đấy là công việc đầu tiên của em ở Sài Gòn luôn. Rồi em gắn bó với nó lâu không Tài? Lúc đó thì làm khoảng tầm nửa năm, không tới 4 tháng à. 4 tháng đó em kiếm được một khoản kha khá, em gửi tiền về cho ba mẹ em cắt nhà. Một tháng anh đó trả em bao nhiêu? Không, em trong đó thì em làm cái đầu vé vào á, thì một vé như vậy là 200 ngàn, nhưng mà em được 50. Anh đó được 150. Công việc này thì nhờ vào tiền bo. Cái thứ hai nữa là em làm công việc đó thì ở trong đó toàn là nữ, nhưng mà người khiếm thị không à. Riêng là em trong giới này thì có nhiều người trong giới này bắt đầu cái tiệm đó phất lên. Người ta vào và người ta có hẹn riêng ra ngoài á. Cái nghề đó em tiếp xúc với nhiều người á, có những cái tình huống nào kiểu dở khóc dở cười xảy ra với em không? Người ta nói massage là một cái, người ta dùng cái từ đâm ra là massage trong sạch, massage gì cưng? Massage này mình không ngờ cái vị ân nhân của mình á. Mình ngỡ là cái người đó là người ta sẽ thương mình, giúp mình, nhưng không ngờ người đó là người ta bán mình. Cái tuần đầu tiên người ta cho em lên làm khách đó, buổi chiều hôm đó là có một cái anh nó vô. Anh đó là một bác sĩ đang làm massage thì mọi chuyện nó cũng ok. Cái xảy ra cái tình tiết mình không mong muốn, lúc đó sợ chạy ra, nhưng mà ở ngoài là có cái anh đó đón đầu ngoài sẵn rồi. Đi vào đi, anh nhận tiền người ta rồi. Là cái đó là lần đầu của em là luôn. Là cái anh mà cứu em đó. Dạ đúng rồi. Sau cái lần đó xong, em quyết định là thôi mình lỡ hư rồi, mình cũng chưa có giúp được cho ba mẹ mình cái gì, hay là bây giờ mình thả theo đại đi, kiếm tiền rồi mình giúp, rồi sau này rồi mình ổn định công việc của mình sao. Xong cái đêm hôm đó, qua tuần sau á, thì những cái người khách vô á, người ta có ngã giá và người ta trả tiền cho em để đi ra ngoài với người ta. Không phải là ai cũng quan hệ cái chuyện tình dục, mà là có nhiều người, người ta chỉ cần mình, người ta sống trong cái thế giới này á, có nhiều người, người ta làm công nhân viên chức, người ta phải kín á, người ta cần mình để tâm sự với người ta. Có nhiều người sẵn sàng bỏ ra cho em một đêm là 7 triệu, 8 triệu, có khi 10 triệu nữa. Vô không có làm gì chứ, vô chỉ cần ngồi nói chuyện tới sáng thôi. Mới ban đầu thì người ta lợi, người ta ngã giá với anh chủ trước, là ví dụ như độ tầm mở cửa là từ 8 giờ sáng đến 11 giờ tối. Thì ba em đi chơi là khoảng tầm từ 6 giờ tối cho tới tới sáng đó. Sáng làm sao? Dạ đúng rồi, nhưng mà người ta chỉ tính cái mức độ là từ 6 giờ tới 11 giờ tối, cái giờ đóng cửa thôi. Thì giờ đó em làm được bao nhiêu khách thì anh ta phải trả bao nhiêu tiền cho cái chủ đó đó. Thì một suất như vậy là có 45 phút à. Thì bắt đầu nó tính tiền thì nó lấy dần. Còn em thì em đi tới sáng thì người ta chở em về chỗ đó. Thì khoảng tầm 4 tháng thôi là em cắt nhà được cho mẹ rồi. Cắt nhà được cho ba mẹ dọn ở riêng ok rồi. Nhưng mà ba mẹ điện lên, ba mẹ nói là còn thiếu tiền á. Làm công việc này á thì nó quen cái mặt mình á, rồi khách không có chọn nữa. Em qua quận nhất em làm. Em làm khoảng tầm cỡ nửa năm nữa, cũng cái nghề đó luôn, nhưng mà có lẽ nó mạnh hơn. Nó mạnh đô hơn, cái số tiền kiếm được nó cũng nhiều hơn. Cho về ba mẹ em tậu giường đất này nọ, trả nợ. Xong khoảng thời gian đó em tính là em nghỉ rồi, nhưng mà lúc đó là gần nghỉ rồi. Còn 2 ngày nữa là em nói với anh chủ là cho em về quê. Thì là em xin nghỉ luôn hả? Dạ. Cái em gặp một cái khách này, là cái người này người ta giúp đỡ em, người ta thương em, người ta nghe em kể câu chuyện của mình á, người ta mới cho em tiền đi học make up. Em trở lại Gò Vấp em học. Bắt đầu thì em mới triển khai, em về Cần Thơ của mình đó, em học thêm móng mặt về da nè. Rồi sau đó thì em mở tiệm.